Xin được chào mừng tất cả quý vị, các bạn và khán giả đã đến với chuỗi chương trình tìm hiểu về các bệnh lý cơ xương khớp và hướng dẫn các bài tập tại nhà. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi đau cổ vai gáy và cách giảm đau tại nhà. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Thành ra mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ Matt Tafuro đến từ phòng khám ICC, chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống. Dạ vâng, xin được mến chào bác sĩ. Hello. Dạ, thưa bác sĩ, một số thống kê cho thấy khoảng 30% dân số thế giới gặp phải các vấn đề vùng vai gáy ở các mức độ từ nhẹ cho đến nặng. Vậy thì đau vùng cổ vai gáy thường gặp ở nhóm nào và phổ biến nhất ở độ tuổi nào, công việc nào thưa bác sĩ? Có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về cổ vai gáy, kể cả những học sinh ngày nay. Các vấn đề này thường xuất hiện rất sớm. Chúng ta có thể thấy rất nhiều trẻ sơ sinh mắc phải một tình trạng về cổ được gọi là chứng vẹo cổ bẩm sinh, làm cho các bé không thể di chuyển cổ. Và dĩ nhiên, cả những người ngồi làm việc trước máy tính, như thư ký hoặc các nhân viên thu thập dữ liệu, các chuyên viên vi tính, họ phải ngồi làm việc trước máy tính quá lâu. Và vấn đề lớn nhất mà chúng ta thường thấy ngày nay là các trẻ vị thành niên đi lại với điện thoại trên tay và tư thế như thế này. Tuần trước, chúng tôi vừa có một trường hợp nam 18 tuổi với tình trạng cổ còn tệ hơn cả người mẹ 40 tuổi của em ấy. Vì vậy, có thể nói, bất cứ đối tượng nào, ở độ tuổi nào cũng sẽ mắc phải các vấn đề về cổ vai gáy. Dạ, vậy thì đau cổ vai gáy thường sẽ diễn tiến ra sao và các triệu chứng này có thể thay đổi ra sao trên từng bệnh nhân thưa bác sĩ? Các tình trạng sẽ tiến triển dần và thường sẽ tệ đi nếu bạn không làm gì cả. Để giảm bớt các triệu chứng, thông thường các triệu chứng sẽ xuất hiện cục bộ như một vài dấu hiệu tại cổ. Sau đó sẽ lan dần xuống vai và hầu như mọi người đều tiếp tục lơ đi. Nhưng có thể lúc đó, vấn đề ở đĩa đệm đang tiến triển nặng hơn. Và rồi bạn sẽ cảm thấy sốc khi triệu chứng lan xuống cánh tay. Và điều đó không tốt chút nào. Và cái vấn đề chúng ta điều trị thì điều trị đau vai gáy sẽ diễn ra như thế nào? Và cái vấn đề chúng ta tập luyện thì đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình chúng ta điều trị thưa bác sĩ? Chúng tôi có thể điều trị đau cổ vai gáy bằng các phương pháp kết hợp. Một trong những phương pháp chính của chúng tôi là trị liệu thần kinh cột sống, chiropractic. Đây là phương pháp giúp nắn chỉnh từng đốt xương sai lệch và gây chèn ép vào dây thần kinh và chèn ép vào đĩa đệm. Chúng tôi còn kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu khác mà chúng tôi có. Dạ, và trong số phát sóng ngày hôm nay thì Thanh Ráp xin phép nhờ bác sĩ có thể chia sẻ về những cái sai lầm chúng ta cần tránh trong cái quá trình chúng ta điều trị hoặc là những cái thói quen nào đó trong sinh hoạt hàng ngày gây ảnh hưởng xấu đến cái vùng vai gáy của chúng ta thưa bác sĩ. Lời khuyên quan trọng nhất mà tôi muốn gửi đến các bạn không chỉ cho các vấn đề về cổ vai gáy mà kể cả các vấn đề về lưng, đó là vận động nhiều hơn. Nhìn chung, việc ngồi tại chỗ trước máy tính hoặc sử dụng điện thoại đều không tốt. Bạn cần phải chuyển động nhiều hơn. Nếu ở văn phòng, bạn cần đứng lên và đi lại một chút. Ví dụ như đi lấy nước uống, chuyển động hoặc vận động là chìa khóa quan trọng. Nếu bạn không vận động, dần sẽ xuất hiện thoái hóa, sau đó là các cơn đau, thoát vị đĩa đệm. Các triệu chứng theo đó sẽ lan dần xuống, gây ra các vấn đề phức tạp hơn, bao gồm việc phải phẫu thuật. Dạ, và thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Matt Tafuro cũng đã giải thích và cho chúng ta biết thêm, hiểu rõ thêm về cái bệnh lý đau cổ vai gáy là gì. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Matt Tafuro sẽ hướng dẫn đến tất cả quý vị những bài tập đau cổ vai gáy để mà giảm đau nhất tại nhà một cách hiệu quả nhất. Mời quý vị cùng theo dõi. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một số bài tập thể dục mà các bạn có thể áp dụng khi bị đau cổ vai gáy. Đây là những bài tập thể dục rất đơn giản và có thể được tập tại nhà hoặc văn phòng, giúp các bạn giảm đau hiệu quả và giúp ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai. Bài tập đầu tiên, các bạn sẽ ngửa đầu ra sao? Chúng ta cần lấy lại độ cong sinh lý cổ. Cổ của chúng ta phải có một độ cong 45 độ. Khi cổ của chúng ta có được độ cong sinh lý 45 độ, đĩa đệm sẽ không bị chèn ép và gây ra thoát vị đĩa đệm. Tony sẽ quay sang bên hông để các bạn nhìn rõ hơn và cậu ấy sẽ ngửa cổ lên. Các bạn có thể dùng một hoặc hai tay ấn nhẹ lên trán. Sau đó trở lại. Các bạn sẽ giữ như thế trong khoảng 10 đến 15 giây. Vậy thì chúng ta cần tập bao nhiêu lần trong ngày? Các bạn chỉ cần tập nhiều nhất có thể. Bài thể dục thứ hai cũng sẽ giúp chúng ta lấy lại độ cong sinh lý trên cổ. Các bạn dùng hai tay đặt ra phía sau đầu, sau đó ấn nhẹ đầu vào hai bàn tay, cố gắng giữ độ cong nhất định, hơi ngửa đầu lên. Nhìn ở bên hông các bạn có thể thấy
Đầu tôi gần như không di chuyển nhiều, mấu chốt ở đây là tay giữ lại và đầu hơi đẩy ra sau. Các bạn cần tập bao nhiêu lần trong ngày? Các bạn chỉ cần tập nhiều nhất có thể. Bài tập này sẽ giúp các bạn giảm đau cổ hiệu quả và cũng giúp giảm đau vai. Bài tập cuối cùng cũng khá đơn giản. Các bạn có thể tập khi đang đứng hoặc ngồi. Tony ở đây sẽ làm mẫu cho các bạn. Chúng ta sẽ xoay hai vai. Xoay vai ra phía sau như thế này. Lặp lại 10 lần. Sau đó xoay ngược lại. Các bạn phải cảm nhận được toàn bộ biên độ chuyển động ở vai. Và phải sử dụng cả hai vai. Chúng ta cần giúp cho vai được giãn ra. Giữ độ cong ở cổ và giúp cho các bạn giảm co thắt cơ từ việc ngồi trước máy tính hoặc sử dụng điện thoại cả ngày. Mục đích là giúp các bạn có được vùng cổ vai gáy khỏe mạnh và không bị giới hạn chuyển động. Cảm ơn. Và thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Matt Tafuro cũng đã hướng dẫn đến tất cả chúng ta một số bài tập để mà giảm cái tình trạng đau cổ vai gáy tại nhà một cách hiệu quả như thế nào. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị với những chủ chương trình của Alo Bác sĩ phối hợp cùng với phòng khám ACC trong những số phát sóng lần sau. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.